Ok, xin chào các bạn. Trên tay của mình đây là các cái siêu tụ điện các bạn nhé. Đó, siêu tụ điện. Đấy các bạn nhìn này. To như bàn tay này luôn. Đây, tụ điện. To hơn cả bàn tay. Nhưng đây không phải là siêu tụ điện. Đây mới là siêu tụ điện. Đây cũng gọi là siêu tụ điện. Và nhỏ xíu như này cũng gọi là siêu tụ điện. Vậy siêu tụ điện là gì? Và nó khác cái tụ điện thông thường như nào? Chúng ta hãy tìm hiểu trong cái video này nhé thì các bạn biết được rằng tụ điện thì nó có tác dụng đó là tích điện và phóng điện với cái tốc độ rất nhanh đúng không ạ đó khi mà nó tích điện vào thì nó tích rất nhanh để nó đầy luôn cái tụ điện và khi có tải một cái là nó phóng ra cũng rất nhanh đó thì tùy theo cái mục đích sử dụng trong một cái mạch điện tử thì nó sẽ dùng cái tụ điện có điện dung khác nhau và điện áp khác nhau đó thì trong video trước mình cũng chia sẻ với các bạn rồi thì một cái tụ điện thông thường thì bao giờ nó cũng có hai cái thông số chính đó là điện dung và điện áp chịu đựng của cái tụ điện này Ví dụ con tụ này nó là 1000 microfarad Đấy là điện dung và cái điện áp chịu đựng tối đa của con tụ này nó có thể chịu được là 25V Nếu các bạn cấp quá 25V là nó có thể là cháy nổ cái tụ này Đó nên là khi mà tụ điện chúng ta cần chọn những cái tụ mà nó lớn hơn cái điện áp sử dụng Có nghĩa là điện áp sử dụng nó phải nhỏ hơn so với cái điện áp mắc của cái tụ điện này Thì cái đơn vị của tụ điện thông thường nó là microfarad nhỏ hơn nữa là nano fara và pico fara lớn hơn thì nó là mili phara. nhưng mà mili thì gần như là ít sử dụng mà nó nhảy lên hàng fara luôn thì đối với cái tụ điện nào ấy mà nó lên đến hàng fara luôn đấy lên hàng fara thì là nó thành siêu tụ điện rồi đấy thì như cái tụ điện này này thì nó đang gọi là micro fara thì nó là cái tụ điện thông thường này đây tụ điện này cũng rất to này đấy thì nhưng ở đây nó cũng chỉ có 35 mươi micro fara thôi Đấy, tụ điện này nó cũng chỉ có 30 microfarad thôi thì cái hai cái tụ này là cái tụ điện thông thường thì thông thường hai cái tụ điện này là người ta dùng ở trong các cái động cơ để đề khởi động động cơ còn tất cả các cái tụ trên tay mình đây mới gọi là siêu tụ này đây các bạn nhìn thấy đây như tụ nhỏ như thế này là điện áp của nó là 5,5V và điện dung của nó là 1,5 fara luôn các bạn nhá, nhưng không phải là micro nữa. 1 fara là bằng 1 triệu micro fara các bạn nhá. Đây là cái điện dung của cái tụ này nó lớn hơn rất nhiều cái tụ điện thông thường nó tính bằng micro Còn cái tụ này cũng là dòng siêu tụ này siêu tụ nhưng điện dung của nó lên tới tận 100 fara các bạn nhá. Đấy, kinh khủng luôn đấy nhá. Tuy nhiên, điện áp của nó chỉ còn có 2,7 V thôi đây còn hai cái tụ này thì hai tụ này là hai tụ giống nhau rồi nhưng nó lại còn khủng hơn đó là 360 fara và điện áp của nó cũng chỉ là 2,7V đấy như vậy là với cái mà tụ điện mà nó có điện dung càng lớn thì cái điện áp chịu đựng của nó gọi là điện áp mắc của nó ấy, thì nó nhỏ thông thường nó chỉ ở mức 2,7V thôi. Có những cái tụ điện lên đến hàng nghìn fara hoặc là 3000 fara hoặc 5000 fara thì điện áp của nó cũng chỉ mắc ở khoảng 2,7 thôi. Tại sao họ không chế những cái tụ mà có cái điện áp cao ví dụ như cái tụ này 25V này hoặc là cái tụ 100V, 200V ấy. Tại sao người ta không chế những cái tụ mà có cái điện dung cao như thế là bởi vì sao? Bởi vì với cái tụ điện dung cao như thế thì cái chi phí mà chế tạo nó rất lớn và thứ hai nữa là cái tụ này cũng có thể là rất to. Quan trọng nhất là cái chi phí, còn mình nghĩ là cái công nghệ thì chắc là họ cũng có công nghệ để chế tạo được rồi. Nhưng mà vấn đề là chi phí nó quá lớn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem rằng với cái siêu tụ này thì ngoài cái chức năng của một cái tụ điện thông thường thì nó còn có khả năng làm được cái gì ạ. Như lưu đầu video mình đã nói với các bạn đó là tụ điện có tác dụng là tích điện và phóng điện với cái tốc độ rất nhanh thì bất kỳ một cái tụ điện nào ngoài cái chức năng là làm một cái thành phần điện tử trong một cái mạch điện ngoài ra nó còn có cái tác dụng là một cái bộ lọc nguồn hoặc là một cái bộ nguồn nếu như mà chúng ta sử dụng ngay những cái tụ pha ra này và trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngoài cái tính năng là một tụ điện thì tụ điện nó còn sử dụng như một cái bộ nguồn giống như một cái cục pin thông thường ở đây cái tụ này chịu được 5V thì chúng ta cũng chỉ cấp điện mắc là tối đa là 5V thôi nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ nạp cho nó các bạn để ý dòng này. Lúc đầu là nó sẽ lên dòng đúng không ạ? Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó lên dòng. Đấy, lên rất cao không bao giờ nó sẽ tụt dần. Khi nào mà tới khi mà cái tụ nó đầy dần đầy dần rồi thì dòng nó sẽ giảm dần giảm dần. Đó. Rồi, ok, mình nạp một lúc như thế thôi. Bây giờ mình sẽ đo điện áp ở hai đầu tụ điện này xem như nào. Đấy, điện áp này nó mới có 3,3V thôi các bạn ạ Đấy, 3,3V thôi Nó cũng chưa đầy hẳn Rồi, bây giờ mình cũng sẽ thử test bằng cái tụ điện này Với một quả bóng LED này Xem nó, thời gian của nó có được lâu hơn không nhé Đây, các bạn thấy không Đó Thời gian của nó giữ cũng tương đối lâu đúng không ạ Không như cái tụ thông thường Đấy, thời gian nó sẽ giữ lâu hơn này Đấy và bây giờ mình chập hai cái cực của cái tụ này vào xem nó có phóng điện mạnh không không hề phóng điện mạnh đúng không bởi vì cái điện dung của nó thấp mà có 1,5 pha fara thôi đây đây cũng là một quả siêu tụ 2,7 v bây giờ mình cũng sẽ nạp điện cho cái tụ này 2,7 v thì mình sẽ đặt cái điện áp là 2,6 v thôi đó cho nên an toàn bây giờ các bạn lưu ý để ý dòng và cái dòng của mình đang khống chế ở 12 a đây các bạn để ý này bây giờ mình sẽ làm này, các bạn để ý dòng trên đồng hồ nhá. Đấy, các bạn thấy không? Khi cắm vào một cái nó sụt xuống còn 1,2V và nó ăn dòng tới 12A luôn này. Đấy. Thì với những quả siêu tụ lớn như này, các bạn lưu ý khi mà chúng ta nạp cho nó, chúng ta cần phải dùng một cái nguồn có một cái dòng rất lớn nhé các bạn nhé. Nếu như dùng cái nguồn tổ ong, đấy, khoảng 6A hoặc 12A là nhiều khi là cái nguồn tổ ong nó sẽ ngắt nhé, bởi vì nó quá dòng. Đấy đối với cái tụ lớn thì nó hút điện rất lớn nhá Đấy, hút điện rất mạnh Đấy, bây giờ nó về gần gần thấp rồi về gần tới không rồi rồi bây giờ mình sẽ xả nó ra bây giờ mình sẽ đo cái điện áp hai đầu tụ khi mà đã nạp xong Đấy, được 2,5V, 2,54V, gần 2,6V Như vậy là tụ này là cũng tương đối đầy rồi Đấy. Bây giờ mình sẽ dùng một cái quả bóng đèn xe máy này Mình sẽ xem xem với cái tụ này nó có phát sáng được cái bóng xe, bóng xe máy hay không nhá đấy các bạn thấy không sáng luôn nhá tại sao nó không sáng trắng bởi vì cái đèn xe máy của chúng ta đang là 12 v mà cái tụ của chúng ta mới có được 2,5 2,6 v thôi nên là nó sẽ sáng như này nhưng mà với sáng như này thì các bạn nhìn thấy là đó tụ này là tích điện rất tốt đúng không và chúng ta sử dụng ngay cái tụ này là một cái bộ nguồn, một cái cục pin. Đấy, rất ok luôn các bạn nhé. Và cái đặc tính như lúc nãy các bạn thấy là nó nạp rất nhanh đúng không? Vèo một cái cho khi chưa đầy một phút là nó nạp đầy cái tụ này rồi. Tuy nhiên cái dung lượng của nó là cũng chưa lớn được như là cục pin thông thường. Tiếp tục mình sẽ thử xem cái tụ to này như thế nào. Mình cũng sẽ nạp bằng cái tụ to này. Vì cái tụ to này cũng điện áp là 2,7V. Đấy. Và cái tụ này có điện dung những tận 360 fara cơ Lớn hơn rất nhiều so với tụ này nó chỉ có 100 fara thôi Rồi bây giờ mình cũng sẽ nạp cho nó Vẫn để 2,6V 12A Đấy Và chúng ta sẽ nạp cho nó Đấy các bạn thấy không Khi một nạp một phát là nó sẽ tụt xuống còn 1,2V Nhưng mà dòng nó ăn mắc luôn là 12A Đấy các bạn nhìn thấy này nó đang báo CC là quá dòng này này Đấy thì các bạn lưu ý là khi mà nạp cho các cái siêu tụ như này này thì các bạn cần phải dùng cái bộ nguồn có cái dòng lớn đấy bởi vì cái tụ siêu tụ này nó hút điện rất lớn nhá các bạn nhá nó hút điện rất nhiều luôn nên là nếu như các bạn mà sử dụng các cái bộ nguồn tổ ong ấy mà mà nạp ấy thì là nhiều khi là nguồn tổ ong nó sẽ bị ngắt nó không nạp được bởi vì nó quá dòng của nó thế nhưng mà đây là cái bộ nguồn đa năng của mình đấy thì là nó sẽ điều chỉnh được khi mà quá dòng thì nó sẽ hạ áp xuống nhưng mà nó vẫn sẽ nạp cho đưa cho tụ được nên là nhiều bạn khi mà nạp cho tụ ấy, nhiều khi là không nạp nổi bởi vì nó toàn quá dòng thôi. Thì cái cách mà khắc phục với cái hiện tượng quá dòng không nạp được thì các bạn chỉ cần lấy một cái điện trở công suất lớn khoảng 100 W nhé. cái điện trở mà điện trở nhôm ấy, điện trở 100 W, 1 ôm hoặc đến 2 ôm. Đấy, các bạn nối vào. Đấy, thì nó sẽ à, hạn dòng đi. Đó, thì là các bạn có thể nạp được. Rồi với cái siêu tụ mà càng lớn thì cái thời gian nạp nó sẽ càng lâu cũng giống như cái pin của chúng ta thôi nếu như các bạn mà nạp pin dung lượng càng lớn thì thời gian nạp càng lâu và bây giờ bây giờ mình sẽ đo lại cái điện áp ở hai đầu tụ khi mà đã nạp xong đấy được 2,5V đó rồi bây giờ mình cũng sẽ sử dụng một quả bóng này mình sẽ test thử xem nó có sáng hay không nhá đó sáng ngon lành cành đào các bạn thấy không đấy Đấy, bây giờ mình sẽ thử chập hai cái đầu siêu tụ này vào xem là nó có phóng lửa hay không. Bởi vì siêu tụ là nó phóng điện rất nhanh và phóng ra với cái dòng rất lớn. Bây giờ mình sẽ thêm bằng cái thí nghiệm này luôn. Bây giờ mình sẽ dùng cái que kẽm này. Đấy, các bạn thấy không? Ôi, ui cháy luôn này. Đấy, cái kẽm này là kẽm dày 0,2 ly nhá. cháy đỏ luôn các bạn nhá đấy đỏ kém luôn nhá rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục dùng cái sợi dây đồng 0,8 ly này mình sẽ test xem với cái độ phóng điện của cái tụ này xem nó mạnh như nào nếu như mà nó phóng cái dòng càng lớn thì cái dây đồng này nó sẽ nóng bỏng lên luôn Úi trời ơi phóng luôn đấy Ui giời Ui giời ơi. Cháy luôn các bạn Dây này nó phóng ra Du 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 luôn Ôi khói rồi cháy rồi Đó Các bạn thấy không Nó phóng ra dòng rất lớn nhé các bạn nhé Đấy Cháy thui luôn Đấy các bạn thấy không Do cái tụ này nó có 360 ra thôi nên là cái năng lượng tích trữ của nó không được nhiều nhưng mà các bạn thấy không khi mà phóng một phát là nó phóng mạnh luôn và phóng hết điện luôn đấy phóng với dòng rất lớn dẫn đến là đây các bạn nhìn đây này cái dây này nóng bỏng lên luôn và nó cháy xun luôn này đấy bây giờ mình sẽ đo xem cái nội trở của cái tụ điện này khi mà nó tích đầy điện và khi mà nó hết điện xem nó như nào đây con tụ này đang là hết điện nhé để chúng ta sẽ đo xem là cái nội trở của nó như thế nào đây mình sẽ đo cái điện áp của nó này đấy 0,13V thôi hết điện này bây giờ mình sẽ phóng cho nó hết sạch luôn đi đây mình đã phóng cho nó hết sạch đi đấy bây giờ tụ này đang hết điện rồi đấy, các bạn nhìn thấy không vô này bây giờ mình sẽ đo sang cái nội trở của nó đấy các bạn thấy không không xác định được nội trở nhưng lại là khi mà hết điện là nội trở rất lớn luôn nhé đó rồi đây con tụ này đã nạp đầy điện rồi bây giờ mình sẽ đo cái nội trở của con tụ này đây là đo điện áp này đây tụ này đang được là 2,51 v nhá bây giờ mình sẽ chuyển sang đo nội trở này đấy nội trở này nó khoảng 19 chín đó Đấy thì với cái nội trở mà 19 mili ôm này thì là cũng ok bởi vì các cái dòng pin ví dụ như dòng pin dung lượng xả cao như này này, 70C này thì nó cũng mức ở cái mức là khoảng dưới 2 mili Đấy và nếu như pin mới thì nó có thể là dưới dưới 10 mili ôm, cũng tùy theo tụ đấy. Nếu mà tụ mà nó còn tốt thì là cái nội trở của nó nó chỉ tầm mấy mili ôm thôi, dưới 10 mili ôm thôi. Còn nếu mà nội trở nó ở cái mức trung bình thì nó khoảng tầm 10 đến 20 mili ôm và cái đo này thì là mình cũng chỉ là đo cái mức tương đối thôi bởi vì nó còn liên quan tới cái nội trở của dây, các thứ nữa rồi cái điểm tiếp xúc này nữa chứ không thể là chính xác tuyệt đối được. Nếu mà chính xác tuyệt đối thì chúng ta cần phải đo trong phòng thí nghiệm có những thiết bị chuyên dụng. Rồi, qua cái video vừa rồi thì các bạn cũng có thể thấy được rằng là siêu tụ điện chúng ta có thể thay thế những cái cục pin và nó có một cái ưu điểm rất lớn đó là vừa tích điện nhưng đồng thời vừa phóng điện rất lớn và cái tính năng mà sạc nhanh phóng điện nhanh và phóng với cái dòng rất lớn là rất hữu ích trong các trường hợp ví dụ như chúng ta cần khởi động các cái động cơ ví dụ như ô tô xe máy đó thì cái tụ này rất hữu ích đó chúng ta có thể đấu song song tụ này với hai cái đầu bình ắc quy hoặc chúng ta sử dụng trong các cái máy hàn xeo ấy đó để nó phóng điện nhanh tức là những cái nhu cầu nào mà cần cái dòng khởi động lớn thì các siêu tụ này cực kỳ hữu ích luôn các bạn nhé rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.